Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 8 thương hiệu đèn bắt muỗi nào tốt nhất 2023. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là đèn bắt muỗi thương hiệu Camus. Đây là mẫu đèn có hình dáng vô cùng dễ thương, thiết kế an toàn bằng chất liệu nhựa cao cấp là ABS nên đem đến cho người dùng sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Sản phẩm còn nổi bật hơn vì thu hút, tiêu diệt muỗi và côn trùng hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng còn đem đến cho ngôi nhà bạn vẻ đẹp sang trọng nhờ vào thiết kế bắt mắt và thời gian sử dụng lâu lên đến 4 tiếng. Camus còn có nhiều loại đèn với công suất khác nhau cho bạn sự lựa chọn phù hợp nhất. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là đèn bắt muỗi Cupet. Nếu bạn còn đang băn khoăn về thương hiệu đèn bắt muỗi nào tốt nhất thì Cupet cũng là sự lựa chọn tuyệt vời trong top 10 thương hiệu được ưa chuộng nhất. Đèn bắt muỗi Cupet đến từ Hồng Kông đang là sự lựa chọn tốt nhất dành cho người dùng. Đèn được sản xuất trên công nghệ hiện đại nên rất an toàn, chất liệu vỏ ngoài bằng kim loại cao cấp, không rỉ và không bám bụi nên rất dễ dàng trong khâu vệ sinh lau chùi. Bên cạnh đó, đèn còn có mẫu mã đẹp, thiết kế phù hợp với nhiều không gian và rất tiện lợi khi đặt ở vị trí cao 1,2m để bắt muỗi hiệu quả, lại tránh được trẻ nhỏ một cách tuyệt vời. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là đèn bắt muỗi Magic. Với hình ảnh ngộ nghĩnh và kích thước nhỏ gọn nên đèn bắt muỗi Magic cũng được nhiều người ưa chuộng sử dụng. Sản phẩm đạt được tiêu chí về chất liệu cao cấp cho độ bền cao và còn hiệu quả khi vừa bắt muỗi lại vừa làm vật trang trí cho căn phòng của bạn đẹp nhất. Mặt khác, nếu so với những sản phẩm khác thì Magic vượt trội hơn hẳn bởi dễ dàng tháo lắp, vệ sinh lau chùi. Đèn LED có ánh sáng an toàn không gây chói mắt, đặc biệt là tiết kiệm điện năng mà giá thành lại rất hợp lý. Chỉ tầm 200.000 đồng là bạn đã có một chiếc đèn bắt muỗi đẹp và an toàn nhất. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là đèn bắt muỗi Daewoo. Với nhiều mẫu mã đẹp, sản phẩm đa dạng nên đèn bắt muỗi Daewoo của Hàn Quốc đã trở thành sản phẩm không thể thiếu cho bạn khi có nhu cầu sở hữu mẫu đèn bắt muỗi tốt nhất. Điểm nổi bật của mẫu đèn này là có thể cách điện, chịu nhiệt tốt và còn có mùi giống hơi người nên thu hút muỗi để tiêu diệt chúng nhanh chóng. Đèn có thể sử dụng cho diện tích khoảng 25m² với công suất là 6W cùng điện áp chỉ 220V nên tiết kiệm điện, lại còn có chế độ bảo hành dài hạn nên được người dùng an tâm khi có thể bắt muỗi nhanh và hiệu quả nhất. Sản phẩm còn đặc biệt hơn là có thể tháo lắp dễ dàng nhưng lại bảo vệ người dùng một cách an toàn cho dù đèn đang hoạt động. Đứng ở vị trí số 5 đó chính là đèn bắt muỗi Đại Sinh. Nếu bạn đang băn khoăn về đèn bắt muỗi nào tốt nhất thì cái tên Đại Sinh chắc hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Được xem là thương hiệu Việt nổi tiếng trên thị trường nên Đại Sinh là cái tên mà người dùng không thể bỏ qua khi chọn đèn bắt muỗi. Sản phẩm của Đại Sinh rất riêng biệt, mang khá nhiều điểm nổi bật là thiết kế đẹp, đèn rất đa dạng để giúp khách hàng lựa chọn sử dụng cho nhiều không gian khác nhau. Và đặc biệt nhất vẫn là thiết kế an toàn, sử dụng ánh sáng xanh để thu hút côn trùng, lại rất nhỏ gọn để thuận lợi trong việc di chuyển. Còn nói về giá thành thì sản phẩm hoàn toàn phù hợp với người Việt, chỉ cần 1 triệu trở lại là bạn sẽ có ngay chiếc đèn tốt nhất. Đứng ở vị trí số 6 đó chính là đèn bắt muỗi thương hiệu Suntep. Thuộc dòng đèn bắt muỗi cao cấp nên Suntep đã được người dùng rất ưa chuộng. Sản phẩm không chỉ được chế tạo từ nhựa siêu bền mà còn có hình dáng chuẩn đẹp, khả năng diệt muỗi rất hiệu quả vừa lại tiết kiệm được điện năng nên hiển nhiên được người dùng lựa chọn rất nhiều. Mặt khác, so với những dòng sản phẩm cao cấp khác, đèn bắt muỗi Suntep lại có giá thành vừa phải phù hợp với túi tiền người dùng nên lại càng được chọn mua để sử dụng cho không gian khoảng 25m². Đứng ở vị trí số 7 đó chính là đèn bắt muỗi Megastar. Có thể khẳng định rằng muỗi là mối nguy hại cho cả thế giới vì chúng đem đến nhiều căn bệnh nguy hiểm. Vì thế, nhiều nước nổi tiếng như Thái Lan đã không ngừng nghiên cứu tìm ra giải pháp tốt nhất, mà nổi bật vẫn là dòng đèn bắt muỗi Megastar. Chúng đem đến sự tiết kiệm điện năng vừa lại diệt muỗi hiệu quả. Sản phẩm còn chất lượng hơn khi có thể chịu được nhiệt độ cao, phát ra ánh sáng an toàn cho con người nhưng lại thu hút và tiêu diệt muỗi ngay lập tức. Và với thời gian bảo hành là 12 tháng, được bán với giá tốt tại những cửa hàng chuyên dụng nên đèn bắt muỗi Megastar trở thành sản phẩm không thể thiếu dành cho mọi gia đình. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là đèn bắt muỗi Sakura. Đây cũng là một trong số những đèn bắt muỗi tốt, hiệu quả và an toàn được lựa chọn nhiều. Sản phẩm nổi bật trong kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng và còn không chứa chất độc hại, không gây ồn. Vượt trội hơn là chúng sử dụng đèn LED UV được thiết kế có nhiệt độ giống cơ thể người nên thu hút muỗi và côn trùng dễ dàng tìm đến để tiêu diệt. Và để có thể giúp người dùng dễ dàng sở hữu, thì mức giá của sản phẩm đưa ra chỉ tầm 300.000 đồng nên cũng giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng hiệu quả lâu dài trong việc diệt muỗi nhanh và an toàn nhất. Và vừa rồi là top 8 thương hiệu đèn bắt muỗi nào tốt nhất 2023 mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một thương hiệu đèn bắt muỗi phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.